trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình hưu tin nhật ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là hai cái thông báo thông báo thứ nhất là chương trình tin tức của phong nếu mà quý vị không xem được trên channel cũ có thể qua channel mới bấm vào cái logo trên channel cũ có cái logo đó thì quý vị bấm vào đó sẽ nhảy qua cái channel mới và khi qua channel mới thì nó có đầy đủ các bản tin của phong từ tin cập nhật tin tổng hợp cho tới tin hoa kỳ và việt nam Quý vị có thể qua channel mới để xem và nhớ share ra dùm Phong cho bạn bè ở khắp nơi được biết về cái này nếu không họ không biết. Đó là cái thông báo thứ nhất. Thông báo thứ hai vẫn là cái chương trình thu hình Tết của TNP Channel và Phượng Mai Official dành cho khán giả chúc Tết khắp nơi. À, chúc Tết cho bạn bè thân hữu của quý vị. Và nhớ thâu cái đoạn video clip khoảng từ 30 giây tới tối đa là 60 giây. Trước khi nói là chúc Tết, quý vị nhớ nói tên của mình và quốc gia đang cư ngụ để mà người khán giả có thể biết được quý vị ở đâu và tên gì chúc Tết cho họ. Và chương trình chúc Tết này sẽ được chiếu chung với lại các nghệ sĩ chúc Tết trong cái đêm giao thừa của năm nay Xuân nhâm dần năm 2022. Hy vọng tất cả các thính giả sẽ tham gia thật đông để chúng ta có những cái uh, truyền thống tốt đẹp chúc tụng cho nhau ngày Tết của văn hóa Việt Nam đó là cái phần thông báo của phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái chương trình mỗi một à, buổi chiều của chúng ta liên quan tới thời sự. quý vị trong tuần này phong đã có đưa cái tin là lãnh đạo bộ trưởng của các quốc gia thuộc khối ả rập trong đó có saudi arabia, bahrain, à, vương quốc ả rập thống nhất và oman đã gửi các đại sứ của họ từ, à, gửi các bộ trưởng của họ tới trung quốc từ ngày thứ hai cho tới ngày thứ sáu để mà họp với phía trung quốc trong vấn đề năng lượng và trong đó thì uh, cuộc họp này thì bắc kinh đã bắt đầu hoạch định một cái chiến lược về năng lượng và đặt hàng năng lượng đối với các quốc gia này ở khu vực hành động này đã lần đầu tiên diễn ra khi mà các quốc gia gồm có kuwait Oman, kể cả iran lẫn uh, thất kỳ tức là uh, iran lẫn uh, thổ nhĩ kỳ cũng có mặt trong các cuộc đối thoại này vậy thì Chuyện gì xảy ra? Có phải là Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng của họ tại Trung Đông hay không? Tại sao mấy chục năm nay Bắc Kinh không thao túng được Trung Đông, nay họ lại thao túng được Trung Đông? Thì quý vị, lần đầu tiên mà các uh, bộ trưởng ngoại giao của khối Ả Rập mà giàu có về dầu hỏa vẫn đã đang có mặt tại Trung Quốc trong tuần lễ này. Ok, quý vị, đây là cái bản tin mà ở trên cái. Uh, tờ sau China Morning Post tôi đưa cho quý vị coi là cuộc gặp gỡ của các bộ trưởng Trung Đông để gặp gỡ với Bắc Kinh để gia tăng cái hợp tác trong vùng. Trong đó là có Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, Iran, Turkey và Trung Quốc được xem là cái quốc gia nhập cảng nhiều nhất về năng lượng dầu hỏa ở quốc ở đây. Và quý vị, bây giờ chúng ta mở cái bản đồ lên để coi những quốc gia nào ở khu vực đang có mặt và những quốc gia này ngày xưa nay là cái gì và tại sao bây giờ Trung Quốc lại nhúng tay vào cái khu vực của Trung Đông khá mạnh so với trước đây. Từ mấy chục năm nay Trung Quốc không có hó hé nhiều. Nhưng bây giờ Trung Quốc lại hó hé nhiều. Ok quý vị, tôi mở bản đồ lên. Đây là cái bản đồ của Trung Đông. Nếu tôi rung ra thì quý vị thấy là à, Á Châu, Âu Châu, Phi Châu. À, và ở dưới đây là Phi Châu là Trung Đông nằm ở đây quý vị. Gọi là Trung Đông là bởi vì họ nằm giữa. Ok quý vị, ở trong đây thì quý vị thấy nhìn trong bản đồ thì những quốc gia là đồng minh của Hoa Kỳ và họ từng có những cái hiệp ước về năng lượng với Hoa Kỳ trong đó là Vương quốc Oman, à, Vương quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait rồi à, ở bên đây chúng ta có Ai cập và Rum gần vô chúng ta thấy có Jordan trước đây thì quý vị Germany lúc còn ổn định cũng là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và cũng một là quốc gia cung cấp dầu hỏa là Germany nha quý vị và Ai cập là đồng minh thân cận lâu năm Jordan cũng là đồng minh thân cận lâu năm Ngoài ra thì các cái quốc gia còn lại thì vẫn đang có những cái cuộc gọi là tôi gọi tạm gọi là một cái cuộc nội chiến trong đó Iraq, Iran thì là đối thủ của Hoa Kỳ, Syria và Iraq là hai cái chiến trường nội chiến và lên nữa thì quý vị thấy tất kỳ tức là thổ nhĩ kỳ nằm giữa trung đông và âu châu thì quý vị đây là cái phiên họp của các bộ trưởng và đây là cái bản đồ của khu vực trung đông và quý vị tôi rung qua đây thì quý vị thấy là trung quốc giống như tôi đã từng nói với quý vị họ đang có cái dự tính là sẽ xây dựng cái đường ống dẫn dầu và dẫn khí đốt trực tiếp từ các quốc gia ở trung đông băng ngang qua iran hay là afghanistan kể cả những quốc gia trung á này để đưa thẳng vào trung quốc đây là cái dự tính mà tôi đã từng nói với quý vị về cái tham vọng của tập cận bình thứ nhất là xây dựng một con đường tơ lụa qua cái một vành đai một con đường những cái trục lộ nó sẽ chạy dọc từ ở trung quốc qua tới những quốc gia trung á qua Trung Đông và lên tận Âu châu. Thì đó là cái tham vọng một vành đai một con đường của Trung Quốc tức là One Belt One Road Initiative, tức là sáng kiến một vành đai một con đường. Bên cạnh đó thì Trung Quốc vẫn là cái quốc gia nhập cảng năng lượng lớn nhất thế giới. Ngày xưa thì Hoa Kỳ, nhưng bây giờ Hoa Kỳ đã mất vị thế đó. 30 năm trước, trước khi mà Trung Quốc bắt đầu mở cửa kinh tế thì Hoa Kỳ là quốc gia nhập cảng năng lượng nhiều nhất thế giới bởi vì cái nhu cầu sản xuất và xe cộ dùng năng lượng ở Hoa Kỳ rất nhiều. Nhưng sau 30 năm Trung Quốc phát triển kinh tế nhờ cái chính sách toàn cầu hóa của Bill Clinton, thì quý vị, Bắc Kinh đã qua mặt Hoa Kỳ trở thành quốc gia có cái nhu cầu năng lượng lớn nhất thế giới. Nhưng mà quý vị, suốt 30 năm mặc dù là Trung Quốc có nhu cầu rất là lớn về năng lượng, nhưng họ không có dám hó hé lú cái đầu của họ qua Trung Đông nhiều. Nhất là khu vực này đang là cái lò lửa của những xung đột về tôn giáo, những xung đột về lãnh thổ và những xung đột về chủng tộc ở tại Trung Đông. Nó kéo dài suốt 30 năm qua và Trung Quốc không dám lú đầu để gây ảnh hưởng tại đây. Nhưng mới một năm sau khi mà ông Trump rời khỏi nhiệm kỳ, ngay cả dưới thời của ông Trump, Bắc Kinh rất là khác năng lượng nhưng cũng không dám gây ảnh hưởng ở tại Trung Đông nhưng bây giờ ông joe biden mới lên có một năm thì bắc kinh đã thúc đẩy các cái phiên họp liên tục ở trung đông và trước đó một hai tuần lễ thì đích thân vương nghị đã bay qua các quốc gia ở phi châu đặc biệt là những quốc gia có cái à, có nhiều khoáng sản à, có nhiều kho hoặc hầm mỏ và có nhiều hầm mỏ và dầu hỏa luôn họ bắt đầu gây ảnh hưởng ở khu vực ở bắc phi tôi gọi là bắc phi và ở khu vực trung đông tại vì bắc phi là những cái nơi mà được xem là nằm sát với trung đông thì quý vị, Vương Nghị đã bắt đầu thúc đẩy chuyện này. Cộng thêm bây giờ các bộ trưởng của ngoại giao của các quốc gia Ả Rập từng là đang là đồng minh của Hoa Kỳ, ít nhất trong đây 8 quốc gia là đồng đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Nay thì họ bắt đầu có những cái việc gọi là nối kết ngoại giao với Trung Quốc. Và bắt đầu thúc đẩy những cái mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc và Bắc Kinh sẵn sàng offer những cái xây dựng hạ tầng cơ sở tương tự như là cái một vành đa một con đường mà những quốc gia khác đã vay nợ của Trung Quốc. Đằng này thì những quốc gia này là những quốc gia giàu có, họ không cần vay nợ, nhưng mà họ cần những cái cuộc xây dựng giá rẻ ở tại à, Trung Đông. Thì Trung Quốc sẵn sàng offer những cái à, mối thầu xây dựng hạ tầng cơ sở giá rẻ cho những quốc gia này. Đổi lại, họ sẽ tăng thêm cái à, mức xuất cảng dầu hỏa của họ qua Trung Quốc đây là cái mục đích mà bắc kinh đang mong muốn cho cái bước đầu tiên bắt đầu là gây ảnh hưởng ở trung đông suốt mấy chục năm bắc kinh không dám làm nhưng bây giờ tại sao bắc kinh dám làm đó chính là bắc kinh đang lợi dụng trong 4 năm này cái chính sách cực tả của ông joe biden cứ bị biết ông joe biden thắng cử là nhờ sự ủng hộ rất mạnh mẽ của lực lượng cực tả nằm trong đảng dân chủ mà lực lượng cực tả thì họ lại thúc đẩy cái việc giết chết ngành năng lượng truyền thống và thúc đẩy ngành năng lượng sạch Đó là cái nghị trình mà tới bây giờ Dường như ông ta vẫn duy trì cái nghị trình này trên toàn cầu Trong suốt một năm qua là quý vị thấy Ông ta đi tới đâu Thì ông ta cũng nhắc nhở cái việc mà Khí hậu toàn cầu bị hâm nóng Đây là cái nghị trình của Obama Đã có trước đây Và bây giờ Jordan tiếp nối cái nghị trình này Cùng với nhóm cực tả ở trong đảng Dân Chủ Trong đó thì quý vị Vì vấn đề cả, họ nhân danh là Khí hậu toàn cầu bị hâm nóng Giết dần cái ngành năng lượng truyền thống tại Hoa Kỳ và cuối cùng là quý vị họ muốn thúc đẩy cái ngành năng lượng sạch thì chính điều này nó đã dẫn tới việc trung quốc đã bắt đầu thấy cái hở của hoa kỳ tại vì tất cả những quốc gia này xưa nay họ điều hành nguồn máy kinh tế của họ ở trung đông là nhờ xuất cảng dầu hỏa họ là những quốc gia nằm trong khối opec tức là những quốc gia hiệp hội các quốc gia xuất cảng dầu hỏa họ là những quốc gia kiểm soát giá dầu trên thế giới Quý vị, bây giờ Hoa Kỳ mà bắt đầu có cái khuynh hướng đi về cái hướng năng lượng sạch, có nghĩa là những quốc gia này mất khách hàng. Có nghĩa là thời gian đầu thì đương nhiên Hoa Kỳ sẽ nhập cản nhiều, bởi vì chính ông Joe Biden đã đóng cửa ống dẫn dầu Keystone của Hoa Kỳ. Do đó, bây giờ Hoa Kỳ trong vòng 2 thập niên này, năng lượng truyền thống vẫn ngự trị. Mặc dù Joe Biden có thúc đẩy cái nghị trình năng lượng sạch đi nữa, ông ta tuyên bố một cách gấp rút là từ đây tới năm 2030 là sẽ ít nhất là có phân nửa ở Hoa Kỳ dùng xe điện thay vì chạy bằng xăng. Đúng chưa quý vị? Vậy thì ông ta gấp rút thúc đẩy điều này. Có nghĩa là cái giai đoạn 1-2 năm đầu Hoa Kỳ vẫn phải nhập năng lượng rất là khổng lồ từ phía Trung Đông. Tức là đầu tiên hết là cái phần năng lượng của Hoa Kỳ trong những năm đầu này là lệ thuộc nhập cản từ bên ngoài. Khi ống dẫn dầu Kisol đóng thì đương nhiên là cái mức nhập cản vẫn được duy trì. Nhưng những năm sau đó, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ giảm nhập năng lượng từ bên ngoài để xài năng lượng sạch từ bên trong. Thì quý vị, có nghĩa là những quốc gia này họ nhìn thấy, e khách hàng của mình nó sắp sửa chặt đứt mối quan hệ rồi. Mình phải đi kiếm khách hàng mới thôi. Thì quý vị, cái này là cái, bởi vì những quốc gia này, chủ lực kinh tế của họ là nhờ xuất cảng dầu hỏa. 400.000 thùng dầu thô mỗi một ngày, mỗi một quốc gia bây giờ thì họ có thể tăng sản lượng này thêm 100.000 thùng, 200.000 thùng trong cái sau cái tháng 2. Sau cái phiên họp tháng 2. Thì quý vị, những quốc gia này họ cái cái là cái mặt hàng chính của họ mà bây giờ Hoa Kỳ đang có dự tính là loại trừ cái mặt hàng chính của họ ra. Thì bắt buộc họ phải đi kiếm khách hàng mới. Mà khách hàng mới bây giờ vẫn là Trung Quốc nơi mà đã nhiều lần yêu cầu họ tăng sản phẩm, tăng sản lượng để mà Trung Quốc có thể nhập cản thêm. Nhưng họ từ chối bởi vì cái lời cam kết với phía Hoa Kỳ các quốc gia này từ bắt đầu sau đệ nhị thế chiến thì Hoa Kỳ sau đệ nhị cái thế chiến bắt đầu phục hồi kinh tế đó quý vị thì lúc đó Hoa Kỳ tập trung vào ngành công nghiệp của Hoa Kỳ ngành công nghiệp được xem là cái ngành kinh tế chủ lực của Hoa Kỳ mà ngành công nghiệp thì sử dụng rất nhiều năng lượng để sản xuất do đó Hoa Kỳ đã ký kết với những quốc gia này là bảo đảm cái nguồn cung cấp năng lượng không thể thiếu cho Hoa Kỳ đó là điều thứ nhất Điều thứ hai là sử dụng hệ thống giao dịch bằng Mỹ Kim. Tức là cái hệ thống SWIFT của Hoa Kỳ. Thì các quốc gia này lúc đó quý vị thế lực của họ rất yếu. Và lúc đó họ vừa bị năm thập niên 60, họ lại bị Do Thái đánh bại một cách nhanh chóng nữa. Họ cần sự bảo đảm từ Hoa Kỳ. Họ cần cái sự bảo đảm về an ninh của họ và quyền lực của họ ở tại ở tại quốc gia của họ bởi Hoa Kỳ. Do đó, những quốc gia này đã không ngần ngại ký kết với Hoa Kỳ, từ Kuwait cho tới Vương quốc Ả Rập thống nhất Saudi Arabia cho tới Jordan hay là Ai Cập vân vân. Họ đều ký kết với Hoa Kỳ. Và cái lời cam kết và cái bản ký kết này kéo dài hơn nửa thế kỷ rồi quý vị. Hơn nửa thế kỷ rồi, từ thập niên 60 tới bây giờ. Và những quốc gia này vẫn duy trì và họ có cái thỏa thuận với Hoa Kỳ là kiểm soát giá dầu thô không thể quá cao để mà gây khó khăn cho các quốc gia công nghiệp như Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhưng đồng thời cũng không thể quá thấp để gây thiệt hại cho những quốc gia xuất cản về dầu hỏa. Do đó họ có cái nhiệm vụ là quân bình cái mức xuất cản để giữ cái giá dầu thô ở mức vừa phải, không quá cao và cũng không quá thấp. Thì quý vị đó là cái cam kết của họ. Rồi từ mấy chục năm nay quý vị những cái biến động họ rất khó chịu trong cái biến động của Palestine với lại do Thái những người những quốc gia Ả Rập này thì ủng hộ cho Palestine còn do Thái thì lại tìm cách duy trì cái uh, uh, mảnh đất uh, lập quốc của họ ở đây thì quý vị nhưng mà sau mấy chục năm những quốc gia này đã không có lợi khi mà tiếp tục đối đầu với do Thái do đó tại sao mà dưới thời ông Trump bốn quốc gia trong khối Ả Rập này đã chấp nhận ban giao với lại phía do Thái Trước đó quý vị chỉ có hai quốc gia thôi. Ai Cập và Jordan là sau cuộc chiến năm 1967. Thì Ai Cập với Jordan là đã ký kết bàn giao trực tiếp với Do Thái. Còn lại tất cả các quốc gia Ả Rập khác không ký kết. Họ vẫn giữ một cái thái độ thù địch với lại phía Do Thái. Nhưng mà dưới thời của ông Trump, họ được thuyết phục bởi ông Trump. Và họ thấy rằng là sự đối đầu không có lợi trong mấy chục năm với người Do Thái. Đằng nào thì Do Thái cũng đã có mặt ở tại Trung Đông. Không thể xóa sổ được Do Thái do đó các quốc gia như là Vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Sudan và Morocco là bốn quốc gia đã đồng ý ký kết ban giao với giao Thái. tức là họ phải họ đã vượt qua được cái sự gọi là thành kiến thuận suốt cả hơn nửa thế kỷ qua. Nhưng bây giờ quý vị, cái chính sách của ông Joe Biden khiến cho họ bị thiệt hại và cái thái độ của ông ta lập lửng lập lửng ở tại Trung Đông. Họ cảm thấy rằng Hoa Kỳ đã không còn mặn mà đối với cái khu vực an ninh ở đây nữa. Nhất là việc mà ông ta đã tháo gỡ cái nón khủng bố dành cho nhóm Hồi giáo Horty. Đây chính là động lực chính. Khi mà ông Trump lên, ông Trump xem cái nhóm Hồi giáo này là lực lượng khủng bố. Và ông nói rằng đây là lực lượng khủng bố và ông ký xác lệnh và ông yêu cầu phía Hoa Kỳ là phải có những thái độ gây gắt đối với cái tổ chức Hồi giáo Horty đang hoạt động ở tại Germany. Và nhóm Hồi giáo này thì nó muốn lật đổ chính quyền của Germany. Trong khi đó Germany lại là đồng minh của Hoa Kỳ và đồng minh của các quốc gia trong Ả Rập. Thì quý vị, Saudi Arabia đã lãnh đạo cái lực lượng quân sự đồng minh ở tại tại khu vực Ả Rập, trong đó có Kuwait, trong đó có Jordan, trong đó có Ai Cập, trong đó có Bahrain. đã đứng sau lưng của Saudi Arabia để mà chống lại cái nhóm Hồi giáo Houthi ở tại chiến trường Yemen. Thì quý vị, ông Joe Biden, ông lại chơi cái trò là ông nói là nếu mà tiếp tục tấn công uh, nhóm Hồi giáo Houthi bằng vũ khí Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia. Rồi ngược lại, ông ta lại tháo luôn cái nón, cái nón gọi là khủng bố dành cho nhóm Hồi giáo này. Thì quý vị, Saudi Arabia họ nhìn là, ê, tôi là đồng minh của các anh mấy chục năm rồi, Bây giờ cái đám phản loạn này nó đang quậy phá ở các cái quốc gia đồng minh của chúng tôi. Bây giờ thay vì anh giúp chúng tôi trấn áp cái nhóm khủng bố này giống như là nhóm ISIS, giống như là nhóm Al-Qaeda. Thì ngược lại, bây giờ anh lại chăm trước cho nó. Vậy thì chúng tôi, cái an, an ninh của chúng tôi như thế nào? Quý vị nên nhớ nhóm Hồi giáo thì đã hai lần bắn tròn vào các cái nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia năm 2020. Họ dùng những cái tròn bắn vào và phá hủy những cái nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Lúc đó thiếu điều là ông Trump muốn ra lệnh tấn công và và muốn đưa quân xuống để hỗ trợ cho Saudi Arabia trấn áp cái nhóm Hồi giáo này. Thì bây giờ Joe Biden lên thì lại chăm trước cho nhóm Hồi giáo Hoti này. Mà nhóm này là ai quý vị? Bảo trợ cho nhóm này chính là Iran, kẻ thù của Hoa Kỳ. Iran từ xưa tới nay vẫn thường tài trợ cho những những cái nhóm dân quân Hồi giáo Mà có cái thái độ thành kiến Với Hoa Kỳ Thì Hot là một trong những nhóm dân quân Hồi giáo này Mà German lại là Một đồng minh của Hoa Kỳ Quý vị nhớ là chính việc German Hy sinh cái phần của họ Làm đồng minh của Hoa Kỳ Mà chính bản thân của họ vẫn bị khủng bố Nhóm Hồi giáo Al-Qaeda Xuất phát từ đây Các cái cuộc mà gọi là đánh bom tự sát Nó cũng xuất phát từ German German phải trả một cái giá rất đắt khi làm đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ quý vị, Joe Biden lại chơi cái trò là có muốn có nghĩa là muốn chơi cái trò chính trị ở trong khu vực này. Chính vì vậy mà các quốc gia này họ cảm giác rằng là trong 4 năm này chính quyền Joe Biden sẽ lơ là đối với những đồng minh khối Ả Rập và sẽ tập trung vào vấn đề mà liên kết đồng minh với Âu Châu nhiều hơn và đương nhiên là chuyển trục về Á Châu là cái chính sách chung của Hoa Kỳ do đó những quốc gia này họ phải tự lo chính vì vậy mà trong tuần này tất cả những bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia ở đập này đều có mặt tại Trung Quốc mặc dù họ không có mặt một lượt nước thì tới thứ ngày thứ hai nước thì tới ngày thứ ba nước thì tới ngày thứ tư như là thổ Nhĩ Kỳ tới ngày thứ sáu thì quý vị họ tới đây làm gì rõ ràng là quý vị họ nhìn thấy cái chính sách yếu ớt của Joe Biden tới lúc họ phải tự lo cho quốc gia của họ đây chính là một cái điều rất nguy hiểm cho cái chiến lược của hoa kỳ suốt mấy chục năm nửa thế kỷ qua hoa kỳ đã bảo đảm được cái khu vực này dưới tầm ảnh hưởng của mình để mà tránh cho trung đông rơi vào những tình trạng sâu xé lẫn nhau và suốt mấy chục năm này nhờ sự xuất hiện của hoa kỳ mà các quốc gia ả rập mặc dù bất đồng với nhau nhưng họ không sâu xé lẫn nhau ngoại trừ một số những quốc gia như iran iraq và mới đây nhất là Syria và bây giờ là Germany là bốn quốc gia này đang có những cuộc nội chiến. Còn những quốc gia khác như là Jordan nè, Vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman, Bahrain hay là uh, uh, Ai Cập thì quý vị, họ vẫn ổn định. Họ vẫn ổn định. Bây giờ quý vị, Hoa Kỳ bắt đầu lơ là, tức là Hoa Kỳ không còn mặn mòi trong vấn đề an ninh quốc phòng đối với họ nữa thì bắt buộc họ phải chuyển chiều bây giờ mới chỉ là cái vấn đề gọi là đầu tiên hết là cái vấn đề của Saudi Arabia mai này quý vị họ lặng quản không mua vũ khí của Hoa Kỳ mà họ sẽ đi mua vũ khí của Trung Quốc và trao đổi bằng dầu hỏa luôn Trung Quốc sẵn sàng và nga sẵn sàng có những cái giá cả rẻ cho họ không trói buộc nhiều điều kiện không trói buộc nhiều điều kiện thì đương nhiên giống như thổ nhĩ kỳ cách đây không lâu họ phải đi mua vàng vũ khí của nga đó thay vì họ đi mua vũ khí của Hoa Kỳ xưa nay mà Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ ở NATO. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu xoay chiều. Thứ sáu này là Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở tại Trung Quốc. Điều này cho thấy cái chính quyền mà trong khi đó quý vị 4 năm ông Trump cầm quyền ông đưa ra những chính sách rất cứng rắn đối với lại khu vực Trung Đông thậm chí là ông ép các quốc gia là phải ban giao với Do Thái. Nhưng mà những quốc gia này có associate với Trung Quốc không quý vị? Không có. Còn bây giờ mới có một năm dưới chính quyền của Joe Biden thôi. Thì các quốc gia này đã lật đật là bắt đầu nối kết với Trung Quốc. Các cái dự án về kinh tế. Và kể cả về năng lượng. Đây nhìn bề ngoài thì chả có gì cả. Nhưng mà bên trong quý vị nó là một cái ảnh hưởng rất lớn về an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Và mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu bây giờ trung quốc đã chính thức bắt đầu tìm cách gây ảnh hưởng tại trung đông nga đã gây ảnh hưởng nhưng mà cuối cùng nga chỉ có đóng khung ở syria và ở iran tức là hai quốc gia đồng minh của nga tại đây thôi còn những quốc gia khác họ vẫn không có associate nhiều với nga nhưng bây giờ quý vị nga bắt đầu đã, đã bắt đầu có ảnh hưởng với thổ nhĩ kỳ cộng thêm bây giờ ông jordan lại thúc đẩy cái chính sách gọi là dẹp bỏ ngành năng lượng truyền thống tôi gọi là dẹp bỏ nha ông thẳng thắng ông thẳng tay ông đóng luôn ông dẫn dầu kia của hoa kỳ ông dẹp bỏ luôn thì có nghĩa là những quốc gia này mai này không còn giá trị với hoa kỳ nữa tại món hàng duy nhất mà họ trao đổi với hoa kỳ là dầu hỏa có nghĩa là ông đã đưa ra đưa hoa kỳ một cái con đường gọi là nguy hiểm trong khi đó ông trump mặc dù cứng rắn nhưng mà ông vẫn duy trì tất cả những cái giá cả về dầu hỏa ông không để cho nó quá cao nhưng cũng không để quá thấp cho các quốc gia này bị thiệt hại. Ông duy trì ở mức 3 chục Mỹ kim cho một thùng dầu thô. 40 Mỹ kim cho một thùng dầu thô là cái giá vừa phải nhất để cho các quốc gia có thể nhập cản được mà những quốc gia này cũng không có phải là bị thiệt thôi. Bây giờ quý vị, những quốc gia này trong lúc mà ông Joe Biden lên họ giảm xuất cảng từ 600.000 thùng dầu thô xuống còn 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày Khiến cho cả năm nay quý vị thấy giá cả dầu thô bây giờ lên tới 7 chục Mỹ Kim. Giá xăng chúng ta đổ là do giá dầu thô lên. Bây giờ ông ta lại thúc đẩy cái nghị trình về khí hậu toàn cầu. Khiến cho những quốc gia này bắt đầu xoay chiều và hướng về Trung Quốc. Bây giờ chỉ mới là cái hợp tác về kinh tế. Ai dám bảo đảm rằng mai này họ sẽ hợp tác về quân sự. Khi mà họ cảm thấy rằng Hoa Kỳ không còn bảo đảm cái an ninh quốc phòng cho họ nữa tại vì họ là những quốc gia chuyên về dầu hỏa và nó có nhiều cái tiềm năng bất ổn ở khu vực này bây giờ hoa kỳ lơ là thì họ phải kiếm một cái sự bảo đảm khác xưa nay họ không associate với trung quốc là bởi vì có cái sự cam kết với hoa kỳ và thật sự thì khối hồi giáo cũng không ưa gì cộng sản cả họ kỳ cộng sản vô cùng nhưng bây giờ họ lại bay qua trung quốc để mà họp với lại phía trung quốc cho thấy là cái chính sách đối ngoại của ông Joe Biden đang thất bại. Nếu ta ông ta tiếp tục đẩy mạnh cái nghị trình gọi là năng lượng sạch để mà giảm đi cái sự hâm nóng trên toàn cầu. Thì quý vị, nó đi ngược lại với cái chính sách của những quốc gia Hồi giáo này. Và do đó, họ bắt đầu nối kết với Trung Quốc. Đây chính là cái điều nguy hiểm. Tại vì sao quý vị? Những quốc gia này, xưa nay vẫn có căn cứ của quân đội Hoa Kỳ. Từ Bahrain, Kuwait, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới Saudi Arabia. Quý vị biết Saudi Arabia là cái quốc gia rất lớn ở tại Trung Đông. Và họ có thánh địa Mecca là nơi mà hàng năm nếu không có đại dịch là cả triệu người tụ về thánh địa Mecca ở tại Saudi Arabia. Tại vì đây được xem là cái nơi thánh địa của người Hồi giáo. Mà nếu như đánh mất luôn cả Saudi Arabia thì quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Bây giờ chính quyền của Joe Biden vì thỏa mãn cho cái sự trả thù riêng tư của tàu Washington Post trong cái chết của nhà báo Khashoggi. Bây giờ họ ép Saudi Arabia, cho nên Saudi Arabia bắt buộc phải chuyển hướng. Không những họ sẽ associate với lại Trung Quốc, họ còn associate với lại Nga nữa. Thì lúc đó quý vị, chúng ta sẽ phải làm gì? Khi mà những quốc gia này xưa nay là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, giờ đây bắt đầu họ tìm cách đi hai ba hàng rồi. Đây chính là cái chính sách thất bại nếu như Joe Biden vẫn tiếp tục cái nghị trình của Obama. Mà 8 năm Obama đi theo đeo đuổi cái nghị trình này thất bại. Làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ góc đầu không nổi. Từ năm 2008 tới 2016. Là kinh tế Hoa Kỳ sau cái cơn khủng hoảng đó là ngóc đầu không nổi luôn. Bởi vì cái nghị trình cực tả này, vấn đề khí hậu toàn cầu nó là một cái vấn đề rất mong lung. Một cái vấn đề nó không có rõ ràng mà theo đuổi một cái chương trình một cái nghị trình không rõ ràng như vậy nó đẩy kinh tế hoa kỳ trở nên eo khó khăn bốn năm ông trump đẩy ngược cái kinh tế trở lại và dẹp bỏ ba cái trò vớ vẩn của cái khí hậu toàn cầu do đó nền kinh tế hoa kỳ mới tăng trưởng mạnh bây giờ joe biden lập lại cái chính sách này có nghĩa là đẩy sự suy yếu của hoa kỳ vào một cái bước rất nguy hiểm và chính vì vậy mà các quốc gia ả rập phải tự lo cho bản thân của họ họ phải chuyển hướng qua trung quốc thôi và điều này sẽ tiếp tục xảy ra bây giờ mới chỉ là hợp tác về kinh tế Nhưng sẽ không bảo đảm họ sẽ hợp tác về quân sự Lúc đó quý vị, Hoa Kỳ sẽ mất dần cái tư thế của mình Nếu như Joe Biden vẫn tiếp tục cái chính sách đối ngoại một cách gọi là à, thất bại này Quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong về việc mà Trung Quốc đã bắt đầu gây ảnh hưởng ở Trung Đông với cái sự yếu kém, suy yếu của Joe Biden. Phong sẽ trở lại cùng tất cả Khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình thiêu tinh nhật ký phần 2, xin quý vị đừng có rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Và đừng quên là nhớ giới thiệu cho bạn bè khán giả ở khắp nơi cái channel mới nằm trên cái channel phụ, cái channel chính để cho họ có thể xem được tin tức hàng ngày của Phong. Nhiều người đã chưa xem được. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và Phong sẽ gặp lại quý vị sau và đừng rời khỏi làn sóng phát hành của phát hành của phòng trong vòng 3 phút phòng sẽ trở lại